chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu đang đứng tại một dự án rất là đẹp tại quận 7, một dự án căn hộ gọi là suối khoáng nóng đầu tiên tại Việt Nam, và đặc biệt là sản phẩm này sẽ có mặt tại trung tâm của quận 7, và một cái sự kết nối rất là đặc biệt là sau này với vị trí này sẽ có một cầu Thủ Thiêm 4, hoặc đổi tên cầu mới nhất là cầu Bến Nghé, bắt từ quận 7 sang thành phố Thủ Đức. Thì hôm nay Phước Sửu đang có mặt tại công trình thi công của dự án CGN Home với chủ đầu tư là Cotech Land. Thì với một cái dự án gọi là có tầm cỡ tại quận 7, với một vị trí đắc địa và rất là nhiều cái tiện ích bên trong của căn hộ, và đặc biệt là một cái tổ hợp khoáng nóng với sự hợp tác của Cotech Land và những cái đơn vị tư vấn thiết kế lớn trên cả nước. Và một điều đặc biệt là với cái sự bắt tay của Cotech Land và những cái đơn vị chuyên về khoáng nóng của Nhật Bản, thì hôm nay Phước Sửu cùng với mọi người sẽ đi chi tiết và cùng với Ngọc Minh khám phá đầy đủ hơn, chi tiết hơn về tổ hợp tiện ích của cái dự án CGN Home này nhé. Xin mọi người cùng với Phước Sửu tham quan về cái tiến độ thi công và những cái tiện ích, giá bán và những cái phương thức thanh toán đặc biệt của dự án CGN Home. Khu vực Nam Sài Gòn, đặc biệt là khu vực Nhà Bè, quận 7, đã không còn quá xa lạ đối với các nhà đầu tư bất động sản cũng như thị hiếu người dân khi chọn khu vực an cư lập nghiệp. Khu vực được biết đến là nơi xa hoa và tráng lệ, với nhiều cung đường yên tĩnh, đẹp đẽ hay các khu công viên xanh mát. CGN Home có vị trí nằm tại đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, dự án còn nằm liền kề với các trục đường lớn như Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Tấn Phát hay Nguyễn Văn Linh, thuận tiện di chuyển đến các quận lân cận như quận 4, quận 3, quận 1 và quận 8. Đây cũng là dự án đầu tiên và duy nhất có thiên đường trị liệu khoáng nóng tại gia, thành phố Hồ Chí Minh. Một số thông tin chi tiết của dự án như sau. Chủ đầu tư là Cotech Land, vị trí là số 10, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Đơn vị xây dựng là Hòa Bình, bàn giao dự kiến là quý 1 năm 2024 với các loại hình sản phẩm là căn hộ và shop house. Trong đó, căn hộ một phòng ngủ là 63m², hai phòng ngủ từ 77m² đến 88m², ba phòng ngủ từ 113m² đến 115m². Căn 2, 3 phòng ngủ đều có mặt tiền Bến Nghé, đều có view sông Sài Gòn. Căn hộ CGN Home có tổng diện tích đất là 10.076m², được xây dựng với mật độ 40%. Dự án cho xây dựng 2 tháp căn hộ chung cư cao 21 tầng, 2 tầng hầm, tích hợp 3 tầng trung tâm thương mại và các công trình tiện ích tại tầng trệt, tầng lửng và tầng thượng, bao gồm có 3 thang máy, 1 thang hàng và mặt nội khu view hồ bơi, công viên quảng trường xanh mát. CGN Home còn sở hữu những tiện ích nội khu đa dạng, đáp ứng được nhu cầu về tinh thần, vật chất cho quý cư dân như spa, hồ bơi, phòng gym, sân chơi thể thao, vườn cây, trung tâm thương mại hay công viên. Dự án còn phục vụ cư dân với công nghệ 4.0 như quản lý căn hộ bằng ứng dụng. Các khu công cộng đều được phủ sóng Wi-Fi miễn phí. Và đặc biệt, bên cạnh công viên ngoại khu cùng sông nước, dự án còn có công viên nội khu lên đến hơn 1 hectare, mang đến không gian sống mát lành, xanh, chuẩn mực mọi góc nhìn. CGN Home có vị trí đắc địa ngay khi nằm trong trung tâm Nam Sài Gòn. Dự án được thừa hưởng cơ sở hạ tầng và không gian sống thoáng mát, đồng thời đem đến hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, phù hợp là nơi an cư lâu dài. Đối với nhu cầu đầu tư, CGN Home cũng là lựa chọn tốt dựa trên các yếu tố tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu ở thực và dễ dàng cho thuê. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dự án căn hộ CGN Home, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới. Bất động sản tiềm năng chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng và đáp ứng mọi nhu cầu về thắc mắc, cũng như những câu hỏi liên quan đến dự án cho quý vị.
Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.